Xin kính chào quý vị. Hôm nay là buổi học đầu tiên của liệu pháp đối với quý vị trong khóa 5 của khóa đào tạo từ xa. Cái giáo trình mà mình chọn học đó là cuốn từ điển Phật học, tựa đề là Buddhist Dictionary của ngài Ñānatiloka. Đây là một cuốn từ điển rất là có uy tín, lấy từ gốc là tiếng Pali và từ một từ Pali mà giải thích từ đó bằng tiếng Anh, và giải thích là trên lấy cái tài liệu từ tam tạng Pali, ví dụ như là từ Abhinnya là thẳng trí thần thông đó, thì một cái từ Abhinnya thôi là hai tờ giấy A4 để giải thích thần thông là gì, thẳng trí là gì. Và Một từ thẳng trị đó, quý vị học được rất là nhiều từ khác nữa, cho nên là từ nằm trong từ. Và đặc biệt á, vì sao mà mình lại lấy cái học là học thuật ngữ tiếng Anh, Phật pháp tiếng Anh, nhưng mà là lấy gốc á là từ tiếng Pali. Tiếng Pali là tiếng Ấn Độ cổ đại thời Đức Phật, và nó có nguồn gốc là từ nước Ma Kiệt Đà, Magadha. Và bây giờ nó là cái ngôn ngữ để duy trì những cái kinh điển gốc của Đức Phật, mình gọi là Pali Tripitaka, là tam tạng Pali. Như vậy đó, những cái từ ngày xưa Đức Phật dùng là ngài dùng tiếng Pali, rồi sau đó đó những người Anh, người ta qua học, qua Ấn Độ, người ta học tiếng Pali, người ta mới dịch sang tiếng Anh. Thì hiện giờ đó, các nước mà theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada như là Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ, thì các vị học giả cũng như các vị thiền sư, khi người ta viết sách cũng như khi người ta thuyết giảng đó, các thuật ngữ người ta đều lấy cái từ Pali làm gốc, rồi sau đó đó mình lấy một cái từ tiếng Anh tương đương. Quý vị thấy giống như có những từ thậm chí người ta không có dịch luôn, như là từ Kama là nghiệp, từ Nibbana là niết bàn, hay là có một số từ khác, ví dụ thì là người ta nói tiếng Anh á chưa chắc á là người ta biết là muốn nói tiếng chữ gì, thì người ta phải dùng cái tiếng Pali rồi từ đó mới nói có tiếng Anh. Chẳng hạn như nói là tư chính là nghiệp, thì chữ tư đó là Chetana, là tiếng Anh là volition. Mà nếu như việc nói chữ volition thì không ai biết muốn nói là ý gì, nhưng mà dùng chữ Chetana thì hầu như ai mà có học Pali thì đều biết rằng đó chính là cái tâm sở tư, là cái tâm sở chủ ý khi mà tạo hành động nào, vân vân. Thành ra đó, khi chúng ta học thuật ngữ Phật pháp tiếng Anh thì không phải chỉ học tiếng Anh thôi, mà phải là cái gốc từ tiếng Pali trước và sau đó giải thích bằng tiếng Anh là hiểu qua tiếng Việt. Thì nếu như quý vị học như vậy thì quý vị sẽ có lợi thế là không học một ngôn ngữ mà biết được cả ba ngôn ngữ, đúng không? Là vừa việc Anh, là việc Pali, và việc tiếng Việt nữa. Và cái cuốn từ điển này đó, liệu pháp đã dạy có hai khóa rồi, khóa ba đó, thì khi mà dạy xong khóa ba đó là mới xong phần dây ha. Mà thì khi đó là khóa ba chỉ học được hai năm đầu thôi, sau đó khóa ba là qua năm ba không học nữa, thì mình dạy qua khóa tư. Thì ban đầu khi đã trở lại Vân Á lại đó, thì các bạn khóa ba là đề nghị là thay vì về sư cô trở lại Vân A thì uổng quá, sư cô dạy tiếp Vân Giấy đi. Thì mấy cái bàn khóa 4 đó muốn học Vân A cho tới Vân Giấy thì cứ lên trên trang của khóa 3 download xuống học. Còn dạy bài mới như vậy thì các bàn khóa 4 vừa được học bài mới mà các bàn khóa 3 vẫn có thể học theo được. Hơn nữa vì cái thuật cái từ điển này đó là các cái từ nó rơi rạc nhau, nó không phải là theo cái hệ thống, cho nên mỗi từ là một cái đơn vị riêng biệt. Cho nên á, khóa ý kiến khóa 4 sao thì họ đồng ý chiều là họ sẽ học bắt đầu từ Vân G. Thì sau 2 năm của khóa 4, bây giờ mình tới ngang Vân P, mà ngang Vân P thôi. Rồi bây giờ muốn khóa ý kiến của khóa 5 là bây giờ các bạn bắt đầu tiếp từ Vân P. Và thì hy vọng sau 2 khóa này thì mình học xong cho tới Vân tới chữ cuối cùng là chữ Z. Vậy thì mình sẽ học tiếp bắt đầu từ Vân P luôn ha. Thì những bạn nào mà muốn nghe những cái bài trước từ Vân A cho tới Vân Phi thì vào khóa 3. Bài của khóa 3 đã có sẵn lưu trữ ở trên đó rồi. Rồi từ Vân Phi, từ Vân G mà cho tới Vân Phi là trong trang của khóa 4. Và khóa 5 thì mình sẽ bắt đầu học từ Vân Phi. Cái cách học của mình là như thế này. Mỗi tuần á là thường thường thì liệu pháp soạn một một
một cái bài như vậy là khoảng 6-7 trang. Nó khoảng hôm nay hình như cái bài mà có gửi cho quý vị đó là cả thầy là 6 từ. Mình sẽ học trong vòng 4 tiết thì xong cái chân đó ha. Công việc mình học là mình phải nắm được cái từ gốc là từ Pali đó, rồi những cái từ mình đọc hiểu cái đoạn đó và nắm những cái từ nào là thuật ngữ thì mình đặc biệt quan tâm nhớ đến nó. Còn những từ không phải thuật ngữ đó thì chúng ta có thể đọc để hiểu cái đoạn văn. Và khi ra thi đó thì thường á là chỉ cần thi mình chỉ có 3 phần thôi. Phần thứ nhất là sẽ cho một đoạn quý vị dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Một đoạn hoặc nhiều đoạn, ví dụ như sẽ chọn từ quan trọng. Như là hôm nay mình học có mấy từ đó, có chữ ví dụ như có chữ Patipada hoặc là mình có cái từ là Patikaha chẳng hạn ha, thì sẽ chọn một vài từ bất kỳ nào đó, bài đó có sẵn rồi, những bài đó là quý vị đã từng học qua thì sẽ dịch bài đó từ đoạn đó từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Và phần thứ hai là cho 10 thuật ngữ từ tiếng Anh, quý vị cho 10 thuật ngữ tiếng Việt tương đương. Và phần thứ ba là cho quý vị thuật ngữ tiếng Việt và quý vị cho tiếng Anh tương đương. Như vậy là có thể 3 phần. Thì dịch và tư vấn thôi ha. Hồi trước á thì con có cho một cái phần khó hơn, nhưng mà sau này thấy khó quá, có nhiều người không có trí nhớ, đó là định nghĩa từ. Ví dụ như định nghĩa thiền là gì, chữ thiền là chữ sa na không. Bây giờ đó dịch thì dễ hơn, tức là các vị không cần phải học thuộc, quý vị chỉ cần nhớ từ là quý vị dịch được rồi. Còn hồi trước là bắt định nghĩa luôn, là quý vị phải học thuộc lòng cái định nghĩa đó, lên là chỉ viết lại cái định nghĩa đó. Thì nó có như vị lớn tuổi đó thì than là học không nổi, vì một kỳ học kỳ như vậy phải thi tới 7 môn lận. Cho nên sau đó mình phải bỏ bớt cái phần định nghĩa, chỉ còn giữ lại là phần dịch Anh Việt và phần tư vựng Anh Việt, tư vựng Việt Anh thôi. Như vậy thì nào sẽ dễ hơn cho quý vị. Có khi thì bài nào mà nhiều từ đó thì mình sẽ cho là phần 20 từ. Có khi bài nào mà ít từ đó thì mỗi phần có khi 10 từ, thì tùy theo. Nhưng mà tất cả những từ mà ra thi, những đoạn ra thi đều đã học qua rồi chứ không ra ở bên ngoài. Cho nên người nào mà tham gia học đầy đủ và quý vị có thuộc bài, nắm võ từng thuộc ngữ mình nhớ rõ ràng thì quý vị sẽ làm bài được. Thì mỗi kỳ thi tối đa 50 điểm, và trong những khóa trước á đã có nhiều bạn đạt 50/50. Quý vị làm mà không sai một lỗi nào là sẵn sàng cho quý vị điểm tối đa. Nếu như mà chỉ thiếu một chữ S thôi cũng trừ điểm. Tiếng Pali mà thiếu một cái dấu ngang cũng trừ điểm. Là nó đã điểm tối đa là không sai một lỗi nào hết á. Bởi vì việc bên Thái ha, quý sư mà đi thi Pali đó, người ta không có chấm cái đúng, mà có chấm cái sai. Tức là bài đó đếm bao nhiêu lỗi, cứ một lỗi là trừ điểm. Thành ra viết như khi gần đúng hết, mà mình không có biết bác cái lỗi nhỏ đó. Mà cứ một lỗi nhỏ là cứ về trừ một điểm nhỏ, ví dụ như 100 điểm là tối đa ha. Mà quý vị sai, có khoảng thiếu một chữ này, chỗ này thiếu chữ S, chỗ kia thiếu gạch ngang, chỗ kia thiếu dấu chấm á, là một cái là quý vị bị trừ lần lần rồi. Cho nên học Pali đó là phải để ý rất là kỹ. Là chữ nào là ngắn, chữ về chữ N, nó có tới 5 chữ N trong tiếng Pali ha. Đầu tiên là N, không có chấm gì hết ha. N chấm trên, N chấm dưới. Rồi nơi có như này ha. Bây giờ đọc mấy cái chữ nơ này sao, chưa kể đọc là sao, rồi khi nào là viết chữ nơ nào nữa đó ha. Rồi thôi chị về là chữ này à. Thì cái đó thì để các giáo sư dạy môn cổ ngữ Pali thì chỉ cho quý vị. Còn ở đây là mình học vô là thuật ngữ Pali ha. Bây giờ quý vị đã có sẵn bài photo rồi phải không? Để xin thưa một quý vị đó là cái cuốn sách này đó, cuốn sách Buddhist Dictionary này đó, thì hiện giờ có một người Phật tử quen về liệu pháp đó là phát tâm là sẽ photo để biểu cho mỗi người mỗi cuốn. Cho nên là chắc là hy vọng 2 tuần nữa mà khi mình học lại đó thì sẽ có sách để biểu cho quý vị. Thì bởi vì cuốn này nó cũng khá dày, khoảng gần 200 trang thì phải. Mà mình học thì mỗi ngày á, 1-2 tuần mình học khoảng mình tính là 7 trang, vậy ra vì cái phong của mình là phong 14 ha. Phong size là 14, rồi xong rồi là tư vựng nó chiếm hết 2/3, còn cái tư cái bảng văn của mình thì khoảng 1/3 thôi. Cho nên một tuần vậy mình học khoảng được giỏi lắm là khoảng 2 trang sách thôi. Để nói cái này để động viên tinh thần quý vị, khi liệu pháp dạy khóa 4 đó, có một anh cư sĩ hôm đó đi lên chùa liệu pháp chùa Viên Không ở trên Bà Rịa Vũng Tàu á, anh lên thăm
Thì anh kể rằng là vừa rồi anh có đi qua bên Miến Điện để hành thiền trong cái trường thiền của Miến Điện. Và khi mà lên nghe thiền sư giảng đó, về lên trình thiền đó, thì anh nói rằng là nhờ học cái môn này đó mà anh có được một cái số biệt thuật ngữ Phật Pháp. Cho nên nghe thiền sư giảng là có khi nghe nói tiếng Anh, có khi nghe nói tiếng Pali, nhưng mà anh nghe được. Cho nên đó, anh về anh rất là phấn khởi. Và anh lên chùa anh kể cho mình nghe, và anh nói là con rất là vui, nhờ mình học được vậy mà đi thực tập mình áp dụng được đó. Thành ra đó là quý vị, khi mà mình học tiếng Anh đó là không phải chơi 2 tuần rồi tới rồi học có 2 trang rồi đi về là đủ không. Có một cái software này rất là hay để giới thiệu cho quý vị là Nikaya Reading. Nikaya là 5 bộ, Nikaya là tàng kinh ha, Reading là đọc ha. Thì cái software này là có một anh Phật tử người Việt Nam anh lập ra, anh Đơn Sa. Phải nói vào sau này là cư sĩ Việt Nam mình có nhiều người giỏi lắm quý vị. Là một cái software này thì trên cùng một, chỉ cần mở cái software này á, mình đáo từ trên mạng xuống có 20 mấy mê, toàn bộ 5 bộ Nikaya đó là đều có 3 thứ tiếng ha. Trên đây sẽ có 3 cái là cơ, trên cái màn hình phía trên này có 3 cái là cơ ha. Cái icon á, đây là cơ Việt Nam, cơ Anh và cơ Ấn Độ ha. Chỉ cần click vào cơ Việt Nam thì ra bảng tiếng Việt, click vào cơ Anh ra bảng tiếng Anh, và click vào cơ Ấn Độ thì ra cái bảng tiếng Pali. Thì nếu như quý vị thật sự mà muốn học tiếng Anh Phật Pháp giỏi đó, thì quý vị dùng cái software này ha. Quý vị chẳng hạn như quý vị bắt đầu bằng kinh Trung Bộ, mỗi ngày quý vị chỉ cần học một đoạn thôi, một đoạn ngắn thôi. Đầu tiên á là mình dở bảng tiếng Anh ra mình đọc, coi thử á mình từ dịch có được không, chỗ nào mình bị, rồi có từ điển ngay tại đó luôn. Trên cái software đó là có luôn cả từ điển. Mình muốn chữ nào thì mình bấm vào, mình click vào chữ tra từ điển, là nó có từ điển Pali Việt và Anh Việt luôn. Thì quý vị sẽ mở một cái đoạn kinh Trung Bộ ra. Mà muốn học thêm cả Pali nữa đó, thì đầu tiên mình đọc Pali trước, mình tra từ điển Pali Anh, Pali Việt, rồi sau đó mình đọc các bản tiếng Anh, và sau cùng mình đọc bản tiếng Việt. Thì cùng một bản kinh như vậy quý vị học được cả 3 thứ tiếng, không cần thầy. Thời bây giờ đó là có những cái tiền nghi như vậy, chúng ta học không cần thầy luôn. Hồi xưa khiếm hiếm lắm, bây giờ hồi xưa mà muốn kiếm được một cái cuốn kính Trung Bộ là phải đi lên thư viện vận hành mới mượn mới có ha. Mình đâu có đâu, bây giờ mình không cần mua nữa, lên trên mạng cái gì thử tiếng nào cũng có cả. Có thêm một cái software khác là từ điển 5 thứ tiếng, mà vừa có luôn cả tam tàng cái chú giải. Bên này Nikaya là chỉ có tàng kinh thôi, còn cái từ điển kia đó là cả tam tàng, là tàng kinh, tàng luật, tàng luận, mà vừa có luôn cả chú giải và phụ chú giải, rồi có luôn cả những cuốn sách về văn phạm Pali luôn. Rồi mình muốn đọc cái bản nào đó thì mình mở cái bản kinh đó ra ha, thì chỉ cần một từ, ví dụ như cái chữ Nikaya chẳng hạn ha, mình chỉ cần double click chữ này đó, nó ra năm thứ từ điển Pali Hán, Pali Nhật, Pali Anh, Pali Miến và Pali Việt ha, cùng một chỗ mà còn 5 thứ từ điển như vậy. Mà không phải 5 thứ tiếng thôi, chứ không phải 5 loại từ điển nghe. Ví dụ như là Pali Anh thì có 3 loại từ điển khác nhau, rồi Pali Việt cũng có 2 loại từ điển khác nhau để cho mình tra. Cho nên đó là với những cái software như vậy thì mình có thể tự học tiếng Pali và tiếng Anh Phật Pháp rất là tốt. Nếu như quý vị muốn học giỏi đó thì không phải chơi 1 tuần 2 tuần mà lên học. Mỗi ngày quý vị dậy sớm, thay vì mình ngủ tới 6 giờ thì bây giờ ngủ dậy 5 giờ sáng hoặc là 4 giờ rưỡi ha, công phu khoảng nửa tiếng được rồi, để dành ra nửa tiếng. Cái giờ buổi sáng sớm là giờ đó là mình nên còn minh mẫn á, mình học nó rất là mau thuộc. Một ngày quý vị học nửa tiếng ha, nửa tiếng quý vị học được 10 từ ha, 10 ngày 100 từ, 1 tháng có 300 từ rồi, ít hay nhiêu nè, 1 năm là bao nhiêu, 3000 từ. Trong khi học một ngôn ngữ chỉ cần 1000 từ là đọc sách được rồi. Cho nên là chỉ sợ mình không chịu học thôi ha. Chứ còn đó, bây giờ muốn học là không có khó nữa rồi, không cần thầy luôn. Còn sợ gì có thầy là để những cái chỗ nào có sách đâu mình không hiểu thì gặp thầy hỏi. Thành ra trong suốt 1 tuần này quý vị ở nhà tự học thì cái giờ ra chơi hoặc là cái giờ cuối giờ
Thì xin sư cô ở lại cho con hỏi một vài câu, thì là sư cô sẵn sàng ở lại để trả lời cho quý vị. Nhưng mà quan trọng quý vị có học mới có câu hỏi, có đọc sách mới có câu hỏi. Chứ còn dài chân nào quý vị về, thậm chí bài trên lớp mà con chưa phục lòng nữa. Rồi là có nhiều người là tới khi thi là khi đó mới lâu học dồn thì không có hay. Bởi vì học ngoại ngữ mà học dồn á, là nhớ xong rồi nó quên liền. Nó phải có cái thời gian để thẩm thấu. Khi mình mỗi ngày mỗi đọc và thâm nhập vào người mình hồi nào cũng có hay. Chứ còn quý vị đọc vô trong ngữ cảnh, đọc vô trong câu kính đó, thì quý vị nhớ từ một cách nó nhuần nhuyễn hơn. Chứ còn học từ không đó, là không có nhớ được đâu. Cái môn học của mình là English Buddhist Terms, thuật ngữ Phật Pháp tiếng Anh. Và từ đầu tiên mình học đó, là từ Palibota. Mà từ này đó, mình bắt đầu bằng cái từ này thì nó cũng thách thức thiệt nha. Bởi vì chữ Palibota có nghĩa là sự chướng ngại. Đầu hôm đầu tiên mình đã gặp sự chướng ngại rồi. Nhưng mà mình vượt qua chướng ngại cái là xong không sao ha. Bây giờ quý vị nghe sư cô đọc qua đoạn này. Đoạn này rất là ngắn, chỉ có 5 câu thôi. Palibota, obstacles, is the term for the following things if they obstruct the monk in the strict practice of a subject of meditation. A crowded monastery, traveling, relatives, association with lay folk, gifts, pupils, repairs in the monastery, sickness, study, magical power. The latter, however, may become an obstacle only in developing insight. See Visuddhimagga chapter 3, paragraph 29 forward. Thì từ đầu tiên mình học cái chữ Palibota. Palibota, tiếng Anh có nghĩa là obstacles. Thì ở đây có một số từ mới. Quý vị thấy có 5 từ, có 5 câu à. Mà ở đây soạn cho quý vị là biết bao nhiêu từ mới ha. Rất là nhiều. Bởi vì thật ra nếu như mà dạy khóa 4 á, thì tới cái chữ này nó không cần phải ghi nhiều từ vậy đâu. Mà vì trở lại với các bạn mới bắt đầu học môn này, cho nên những từ này mình nghĩ rằng có thể là mới, cho nên soạn ra cho quý vị. Ở đây mình có những từ như là obstacle, có nghĩa là sự chướng ngại. Đó là danh từ. Còn động từ mà trở ngại, chướng ngại đó, thì động từ là obstruct. Obstruct. Lát nữa mình sẽ đọc sau, bây giờ mình sẽ giải thích nghĩa trước. Monk. Monk là thầy tu hay thầy tăng. Thì nó khác là chữ nấn, là dành cho nữ tu sĩ hay là Nico. Strict là nghiêm khắc, khắc khe. Monastery. Quý vị thấy từ chữ monk là thầy tu đó, thì nó ra chữ monastery là tu viện. Từ chữ nấn là sư cô, thì nó ra chữ nunnery là ni viện. Meditation là thiền. Subject of meditation là đề mục thiền. Thường thường á, mình nghĩ chỉ subject là mình giải dịch là đề tài hay là môn học ha, nhưng mà đi về thiền thì nó ra đề mục thiền. Đề mục thiền là ví dụ như mình hành thiền, mình lấy hơi thở để quan sát thì hơi thở là đề mục thiền. Nếu mình lấy cảm thọ làm đối tượng để quan sát thì cảm thọ là đề mục thiền. Có người lấy đất, lấy nước, lấy lửa, lấy gió, lấy ánh sáng, lấy hư không làm đối tượng thì cái những thứ đó gọi là đề mục thiền. Subject of meditation. Lay có nghĩa là thể tục hay là không có chuyên môn. Folk có nghĩa là công chúng nói chung hay là người. Ví dụ như old folk tends to be nostalgic là người già. Old folk là người già. Người già thì có khuynh hướng hoài cổ. Country folk là người nông thôn. Town folk là người thành thị. Và trong bài mình có cái chữ lay folk. Lay folk là cư sĩ. Có khi mình dùng layman. Chữ folk là chung chung, nam cũng được, nữ cũng được. Còn nếu như layman tức là cư sĩ nam, mà lay woman là cư sĩ nữ. Rồi mình có tính từ magical là ma thuật, yêu thuật. Mà trong đây có nghĩa là thần thông. Và magical power, năng lực thần thông hay là thần thông, mình nói một cách ngắn gọn. Later là tính từ có nghĩa là cấp so sánh hơn của chữ late. Late là trễ, mà later là trễ hơn hoặc là sau cùng. Và khi mình đài từ đó, the later tức là cái sau hay là cái thứ hai. Ở đây mình có danh từ insight.
Insight mình có chữ in là vào bên trong, và sight là thấy rõ, nhìn thấy rõ, và insight tức là sự nhìn thấu được bên trong sự Phật. Và đây là cái từ tiếng từ thuật ngữ mình dùng, đó là từ thiền quán. Insight là dịch của tiếng Pali là chữ Vipassana. Có lẽ quý vị cũng đã nghe nhiều về chữ Vipassana ha? Thì chữ Vipassana mà dịch ra tiếng Anh thì dịch là insight. Chữ na đằng sau dài ha, Vipassana. Ở đây đó, trong này mình có chữ vis and, đó là viết tắt của chữ visuddhi magga. Visuddhi là thanh tịnh, magga là con đường đạo, cho nên visuddhi magga là thanh tịnh đạo. Và bản tiếng Anh đó, bản dịch là đặt tên là the path of purification, con đường để thanh tịnh hóa. Thanh tịnh hóa ở đây tức là tu tập để thanh tịnh tấn tâm và đi đến kết quả cuối cùng là giác ngộ niết bàn. Đây là tác phẩm của ngài Buddha Ghosa. Bây giờ chúng ta đọc những cái từ mới trước nha. Rồi mời quý vị đọc nha. Obstacle. Obstacle. Obstruct. Quý vị để ý những cái âm cuối đó. Âm cuối người Việt Nam mình hay bỏ qua, nhưng mà nếu đọc mà bỏ qua âm cuối thì tiếng Anh mình không có chuẩn. Cho nên âm cuối có âm tờ, âm khờ, âm sơ, âm dơ đó, thì quý vị phải cố ý phải đọc phát âm nó ra cho rõ thì người ta mới biết mình đọc chữ nào. Ví dụ như người Việt Nam mình mà khi đọc nhân tiện đấy nói luôn, vì buổi đầu tiên nói về phát âm có những cái âm như thế này ha. Nếu như mà thường thường mình đọc back ha, back về thơm nga Việt back gì không? Ở đây quý vị đây nè, beg, âm thơ về sau à? Beg, 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 bed, bed, beck, beck, âm k k k, beck, lại ha, beck, bed, beg, bed. Và bây giờ quý vị nghe đọc có thể là số 1 hay số 2, số 3, số 4 ha. Beg, beg. Rồi đúng rồi. Back. Bốn. Bet. Một. Bed. Ba. Đấy chứ quý vị mà phát âm đúng là nghe nhận đã được ha. Bây giờ đọc back. Quý vị được chữ nào không? Back. Không, bởi vì không có âm cuối. Đọc nghe back rồi thôi. Phải là back. Hay là bed. Hay là bet. Hay là backs. Thành ra đó âm cuối rất là quan trọng. Phần lớn người Việt Nam mình á, vì tiếng Việt mình không có âm cuối, cho nên khi mình đọc tiếng Anh mình cũng không đọc âm cuối. Cho nên ngay từ buổi đầu tiên ha, nhắc nhở quý vị khi đọc là phải có âm cuối. Rồi bây giờ đọc coi mình có chữ obstruct này. Obstruct. Obstruct. Monk. Monk. Street. Street. Monastery. 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 Nunnery. Nunnery. Meditation. Meditation. Subject of meditation. Subject of meditation. Lay. Lay. Folk. Folk. Old folk. Country folk. Townsfolk. Lay folk. Magical. Magical. Magical power. Magical power. Letter. Quý vị nhớ ha, không có let mà let. Letter. Insight. Insight. Visuddhi magga. Dh. Âm dh. Dh. Dh hơ nổi nhau. Dh. Quý vị đọc chữ đó. Dh. Dh. Visuddhi. Không phải là thi nha. Thi là tơ hơn là thi là giống tiếng Việt là thi. Hay con này. D. T. Visuddhi. Visuddhi. Visuddhi magga. The path of purification. Chữ path mình đọc á. Chữ thơ của tiếng thơ ha. Là mình phải đụng cái răng trên là mình đụng cái lưỡi. S. S. Ha, cái răng trên đụng cái lưỡi đó thả ra. Th. The path. The path. The path of purification. Thơ mà nổi với chữ ơ và thơ. The path of purification.
Rồi, Pastor, bây giờ mình vào, mình đọc cái đoạn này nha. Palibota. Obstacles is the term for the following things. If they obstruct the monk in the strict practice of a subject of meditation, a crowded monastery, traveling, relatives. I'm saying a word in this, relatives. Verse, relatives. Association with lay folk. Gifts. Pupils. Repairs in the monastery. Sickness. Study. Magical power. The leather, however, may become an obstacle only in developing insight, vipassana. Rồi mình đọc lại một lần nữa ha. Palibota. Obstacles is the term for the following things. If they obstruct the monk in the strict practice of a subject of meditation, a crowded monastery, traveling, relatives, association with lay folk, gifts, pupils, repairs in the monastery, sickness, study, magical power. The latter, however, may become an obstacle only in developing insight, vipassana. Bây giờ mời một bạn nào đó mà vừa đọc vừa dịch được đoạn này. Các bạn cho vài phút dịch nhầm đi. Có chỗ nào mà trong này đã cho tôi mời hết rồi mà con chữ nào quý vị mà bị kẹt nữa không? Dạ mọi người mà khi lên là xin giới thiệu tên và pháp danh cho cả lớp biết. Mình tên là Thầy Minh Pháp Danh là Bằng Mậu. Và xin lớp tổng hợp lớp này về khóa 4. Dạ. In this process term, terms, term, Pali's border, obstacle, is the term for the following thing, is this obstacle, the monk, in the strict practice of teachings of meditation, Pali's monasteries, traveling, prejudice, defeat, association with blind folk, gifts, purple, prosper in the monastery, sweetness, studies, magical power. The lady, the letter, how this may become in arms of this obstacle. Obstacle. Always in the development, the full of things inside. Vipassana, sleep, listening. Rồi, mà thank you. Xem nơi bơ bạc dịch đúng. Dịch được không? Yeah. Yeah. Cái thuật ngữ của tiếng Anh của thuật ngữ Phật Pháp tiếng Anh. Thuật ngữ Phật Pháp tiếng Anh. Sự chứng ngại. Đây là một cái thuật ngữ chỉ cho một cái sự việc nếu cho những việc sau cho những việc sau này cho những việc sau nếu cái thuật ngữ này nó nếu chúng chứng ngại nó có sẽ gây cản trở cho các tu sĩ cho vị tu sĩ
trong cái đó thực hành một cách nghiêm khắc, nghiêm mật, nghiêm mật của vấn đề của thiền, một đề một thiền, một đề một thiền. Có cả thầy 10 cái bây giờ để mà thứ nhất là crowded monastery. Crowded monastery dịch sao nè? Dạ thưa về như một thiền viện, một thiền viện. Tu viện chứ không phải thiền viện. Tu viện. Đông. Không biết mình sao cho crowded monastery. Đông đúc đó. Đông đúc. Dạ. Traveling. Sự du hành. Mối liên hệ. Relatives là phải mối liên hệ mà lấy ra ba con tuyển thuộc. Thank you. Rồi ba con tuyển thuộc association with lay folk. Tức là cái sự hợp tác với các sự cộng tác của các cơ sĩ. Cộng tác thì không phải dùng cái chữ gì association nghĩa là cộng tác đó, nhưng mà quả gần gũi. Yes, thank you. Với các tu và các sĩ rồi. Yeah. Với các bạn. Bây giờ những cái dịch vụ gì này? Món quà. Món quà hả? Quà. Mà dùng để gì? Cúng dường hoặc là lời dưỡng. Lời dưỡng ha. Tức là người ta cúng dường nhiều quá đó. Yeah. Nó cũng ảnh hưởng đến chuyện tu tập lắm. Gì nữa? Pupils. Học trò đệ tử. Học trò nhiều cũng mệt lắm, khó tu lắm. Rồi, repairs in the monastery. Tức là sửa soạn cho tâm. Sửa chữa xây dựng trong chùa. Xây dựng cho tâm tu viện. Sức bệnh hoạn. Bệnh tật. Và bệnh tật học hành. Và cuối cùng là. Cái của là thần thông. Thần thông là cũng trợ ngại với sự tu tập đó. Thần thông là sự. Và sau đó. Tuy nhiên. However, tuy nhiên là trước. The letter. Letter là cái gì? Điều sau cùng tức là thần thông đó. May become an obstacle of the way. Cái sự việc của thần thông này có thể là một cái chướng ngại chỉ phát triển trong những thiền quán. Trong khi phát triển thiền quán. Trong khi phát triển thiền quán. Còn nếu tu thiền định mà có thần thông thì không được sao? Bởi vì tu thiền định thì chắc chắn đi tới với thần thông. Còn tu thiền quán á mà có thần thông á đôi lúc là mình đi lạc. Rồi cảm ơn bác ha. Dạ. Ở đây đó hồi này bạn cái đề đấy biết đấy, cái chữ Việt Nam mình hay sai cái chữ này obstruct. Chữ obstruct là thấy chữ o cái đọc o hả, trong khi quý vị thấy cái từ phiên âm là đây như này chữ gì ha, ở đây có chữ gì này obstruct chứ không phải obstruct, mình đọc theo thói quen à. Cho nên á khi quý vị mà đọc tiếng Anh á, quý vị phải để ý cái từ phiên âm. Vì sao mà khi mà mấy người giáo viên tiếng Anh đã soạn bài phải để cái từ phiên âm lên? Là nếu như quý vị biết cách đọc phiên âm rồi đó, là quý vị nhìn vào một chữ là quý vị sẽ biết đọc chính xác. Chữ đó mà vua mình mới gặp lần đầu. Nhưng mà nhìn cái dấu phiên âm, và dường như là chữ này ha, thì nhấn chữ nhấn đầu tiên. Thì mình sẽ đọc chữ đầu cao lên và chữ sau thấp xuống. Mình đọc là obstacle mà bác đọc là obstacle. Bác nhận chữ thứ hai là chữ đọc người Mỹ sẽ không nhận ra mình đọc chữ gì đâu nếu như mình nhận sai. Cho nên là chữ dấu nhận á phải để ý nghe, chứ còn không là quý vị mà cứ đọc theo thói quen hoặc là mình không để ý thì dấu nhận thì cũng là sai cái chữ đó ha. Còn chữ thứ hai thì nhận từ nào? À, chữ thứ nhì obstruct. Obstruct chứ không phải là obstruct mà là obstruct. Obstruct mà không phải ob nha. Quý vị hai từ đầu này á, nó đều bắt đầu bằng chữ ob. Mà chữ đầu thì đọc là obstacle, mà chữ thứ hai thì đọc là obstruct. Đó là cái từ tiếng Anh nó khó chịu vậy đó. Không phải đành văn, mà mình phải nhìn cái dấu phiên âm thôi. Rồi hồi này đó là cái chữ pupils, bác đọc là purple. Mà nếu bác đọc purple thì mình, khi mà đọc purple thì mình sẽ hiểu chữ đó nghĩa là gì? Màu tím. Purple là chữ này. Purple là màu tím. Mà phải đọc là pupil. Pupil. Pupil là học sinh, học trò.
Thành ra đó, khi mà trong lớp á, mà giảng viên mà đọc, quý vị đọc á, quý vị phải để ý là từ đó là nhấn, từ nhấn ở chỗ nào. Và cái từ đó đó là mình phải nhìn dấu phiên âm, để về nhà mà mình quên á, mình nhìn dấu phiên âm mình phải có thể đọc đúng được. Rồi bây giờ Liệu Pháp sẽ dịch lại cho mọi người nghe cái đoạn này ha. Từ Pali Bota tiếng Pali, được dịch ra tiếng Anh là obstacles, có nghĩa là sự chướng ngại, là một thuật ngữ dành cho những điều sau đây. Nếu chúng gây trở ngại vì tu sĩ trong việc thực hành miên mật một đề mục thiền. Khi nào hành thiền miên mật kia mà nó thì cái những việc này nó sẽ trở thành chướng ngại, thì có cả thầy là 10 thứ. Thứ nhất là một tu viện quá đông đúc, khách khứa đông đúc, rồi người cũng đông đúc thì quý vị ngồi cái chuyện mà tiếp khách, vậy lại là lo cơm lo nước không ha, là coi như không còn giờ để tu nữa ha, một tu viện đông đúc. Thứ hai là traveling, là đi du hành. Đi du hành thì cũng có thời giờ mà tu. Thứ ba là bà con quyến thuộc. Mình có nhiều bà con quyến thuộc á, rồi họ tới thăm rồi cũng phải nói chuyện, rồi phải lo lắng cho họ. Trong luật á thì Đức Phật nói rằng á, nếu như mà bà con quyến thuộc là cha mẹ ruột của mình á, thì cha mẹ mà bệnh là mình, người tu sĩ á, là phải có bổn phận chăm sóc. Cha mẹ mà không có thuốc thì người tu sĩ có thể đi khất thực đem về thuốc hoặc vật thực để nuôi cho cha mẹ. Mà anh em thì không có được, chỉ có thể nuôi cha mẹ thôi. Association with lay folk là quá gần gũi với cư sĩ. Thành ra là cư sĩ mà thân thuộc với quý thầy quý sư quá đó, cứ nghe cứ đi tới hoài, rồi hỏi đào, rồi nói chuyện, rồi hỏi thăm, làm mất thời giờ tu tập. Thành ra quý vị rút kinh nghiệm ha, quý vị mà cư sĩ đó, nhiều khi mà thương mến á, tới thăm quý thầy thì cũng vừa phải thôi, mình mà tới hoài thì cũng càng trở tới sự tu tập ha. Gifts là quà tặng, đồ biểu cúng dường, tức là lời dưỡng. Ví dụ như người ta cứ tới cúng dường, mà thường thường á, theo phong tục ở trong các chùa năm tấm á, Phật tử mà tới cúng dường là chư tăng phải tụng kinh chúc phúc, người phải thuyết pháp cho họ nghe. Rồi bây giờ người này tới cúng dường, mình phải ngồi tụng kinh chúc phúc thuyết pháp. Rồi người khác tới, một ngày mà 5-7 người tới là coi như hết giờ luôn rồi. Pupils là học trò đệ tử. Có đệ tử là phải dạy nó, dạy với học trò là vừa pháp học vừa pháp hành, rồi vừa cả lối sống hàng ngày đó, thì rất là bận rộn, cũng khó để có thời giờ tu tập. Repairs in the monastery là sửa chữa xây dựng chùa chiền. Quý vị tới mà thấy cái chùa nào mà đang xây thì thôi, ngấn ngang vật liệu rồi là công thờ rồi này kia đó ha, thành nó cũng rất ồn ào nữa, rất khó để tu tập. Và tiếp theo là sickness, bệnh tật. Bây giờ mà đau đầu rồi muốn ngồi thiền đâu có được, đau lưng ha, rồi là vì đau cuộc sống, vì đau bụng, như là tất cả những cái bệnh gì đó, khi mà có thân bệnh thì cái tâm của mình là cũng khó mà có được cái sự an ổn để tu tập. Sơ đi là học hành. Ngày xưa đó theo Đức Phật á, là có những vị tỳ kheo là phải học thuộc lòng, bởi vì thời đó chỉ có chữ viết chứ có sách. Mà nếu như ngày nào mà phải lo học thuộc lòng sợ quên á, là thậm chí là không có thời gian để hành thiền. Cho nên có những vị đó cảm thấy rằng là nếu như mình cứ học khoa như vậy không có thời gian, là họ nói bây giờ quyết định trong 5 năm không học Phật học nữa, không học kinh nữa, chỉ đi hành thiền thôi. Có người là suốt 20 năm không có hành, chỉ đi hành thiền chứ không học. Nhưng mà là luôn một điều đó, những vị đó sau 20 năm mà hành thiền á, một 5 năm mà hành thiền đó, thì mặc dù không học mà quay trở lại đọc kinh á, nó rất là máu thuộc. Bởi vì có sự định tâm á, thì cái trí nhớ nó cũng sẽ tăng lên. Và cuối cùng là magical power, là thần thông. Thần thông cũng có thể là một chướng ngại, bởi vì khi mà có thần thông rồi đó thì người ta hay dễ bị đắm vào đó. Tuy nhiên cái cuối cùng, điều cuối cùng tức là thần thông á, nó chỉ có thể trở thành một chướng ngại khi mà phát triển thiền quán thôi. Còn mà một người mà hành thiền định thì khi mà có thần thông tức là họ đã thành tựu rồi. Bởi vì muốn có thân thông là người đó phải đắc tới tử thiên sắc giới. Không được mới có thân thông. Mà đã tới tử thiên tức là đã một cái trình độ cao rồi. Thì như vậy đó, đoạn đầu tiên mình, từ đầu tiên mình học là tu chướng ngại ha. Là quý vị thấy rằng á, nó có một số điều á, đối với những người bên ngoài nhìn rằng á, đây là sự thành tựu. Nhưng mà trong Phật giáo thì xem đây là sự chướng ngại. Đó, chùa đông chùa to Phật lớn ha.
Người ta nghĩ chùa đó đông khách là chùa đó thành công, nhưng mà không phải. Chùa mà thành công mà lớn như vậy đó là một cái bất tiện đó, một cái gọi là cái lỗi của một ngôi chùa đó. Rồi mà người ta cũng dương lời dương quả cũng có hay đó. Rồi mà có tu mà có thân thông rồi đó, nó cũng có hay nữa. Đó là từ đầu tiên á. Chắc là mọi người nắm được rồi ha. Trong này có từ nào quý vị không rõ thì quý vị có thể đặt câu hỏi. Bây giờ mình qua một từ tiếp theo. Pancha Vokara Phava. Cyclic existence is a name for existence in the sensuous sphere, Kama Vachara, or in the fine material sphere, Rupa Vachara. Since all the five groups of existence, Kanta, are found there. In the immaterial sphere, Arupa Vachara, however, only the four mental groups are found. And in the world of unconscious beings, Asanyasata, only the one corporeal reality group. Compare with Eka Vokara Bhava and Chatu Pancha Vokara Bhava. Ở đây chắc là không phải có chữ Pancha đâu. Nó phải là Chatu thôi. Để xem lại trong tiếng. Rồi thì bây giờ đó quý vị thấy đấy cái từ gốc của mình đó là mình có chữ Pancha Vokara Bhava. Pancha là năm. Five. Vokara thì nó đồng nghĩa với chữ Khanta, có nghĩa là uẩn. Cho nên Pancha Vokara cũng đồng nghĩa với Pancha Khanta, có nghĩa là five group hoặc là ngũ uẩn. Phava. Phava là tiếng Anh dịch là existence. Existence là tình trạng hoặc là hiện tượng có thực. Và từ Phật học mình dùng từ này là từ hữu. Hữu có nghĩa là vừa có nghĩa là sự hiện hữu mà vừa có nghĩa là cảnh giới nữa. Ví dụ như mình nói dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, mình hay nói tam hữu đó ha, tức là ba cái cảnh giới. Sensuous tính từ có nghĩa là giác quan hoặc là gây thích thú cho giác quan. Sphere danh từ thì thường là có nghĩa như là hình cầu, có nghĩa là vũ trụ phạm vi hay là vị trí khu xã hội, nhưng mà cái từ thuật ngữ ở đây là từ giới. Ví dụ như là dục giới là sensuous sphere. Sensuous là gây thích thú cho giác quan. Mà mình dục là cái gì? Dục là những cái đối tượng của các cái giác quan mà nó đem lại cái sự ưa thích. Ví dụ như là tiếng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì cái đó gọi là ngũ dục. Sensuous sphere là dục giới. Fine material sphere. Mình thấy mình có chữ sphere là giới ha, chữ material là sắc, nhưng mà fine ở đây là đẹp, là tinh tế. Sắc giới đó là cái quả giới, mà ở đó đó sắc nó rất là tinh tế. Cái thân sắc của các vị trời sắc giới đó nó tinh tế tới mức là mắt thường mình không có thể được. Rồi mình gọi là immaterial sphere là vô sắc giới. Thì quý vị thấy trong từ Pali đó, là nhân tiện đấy thì mình học luôn từ Pali được, thì mình có cái chữ Kama là dục và chữ Avachara là giới, cho nên Kama Avachara cộng lại là dục giới. Giới này mình có chữ Rupa là sắc cộng với Avachara là giới, cho nên là Rupa Avachara là sắc giới. Rồi cộng chữ A phía trước là không, cho nên Arupa là vô sắc cộng với là Vachara, Avachara là giới nữa, thành ra là Arupa Vachara là vô sắc giới. Những cái từ này đó là những cái thuật ngữ rất là quan trọng, cho nên là khi mà quý vị đọc sách tiếng Anh thì quý vị sẽ gặp đi gặp lại nó rất là nhiều lần. Rồi sau đó mình có cái từ mental group. Mental là thuộc về tinh thần, mà tinh thần á thì gọi là danh. Danh và sắc, quý vị có hay nghe từ danh và sắc ha. Thì danh á, danh là tên, cho nên chữ nama, dùng chữ nama. Nama tiếng Pali có nghĩa là tên, là danh. Khanta là uẩn, cho nên nama Khanta là danh uẩn. Danh uẩn gồm những uẩn nào ha? Mình có cả thầy năm uẩn ha. Vậy thì danh uẩn nó gồm những uẩn nào quý vị nha? Sắc uẩn là danh uẩn ha? Quý vị ha? Sắc uẩn là danh uẩn ha? Mình có năm uẩn là gì ha? Gồm thứ nhất là gì? Sắc, thứ hai là? Thứ ba? Thứ bốn? Thứ năm? Rồi trong năm uẩn này cái nào là sắc, cái nào là danh? Vậy chỉ có một mình sắc là sắc uẩn thôi phải không?
Còn thọ thuộc gì? Từ thọ cho tới thức, bốn cái đó đều gọi là nhánh cả. Bởi vì thọ đó, nó là tấm sở. Tưởng nó là tấm sở. Hành nó cũng là tấm sở. Còn thức là tâm. Mà tâm và tâm sở là danh pháp. À, cho nên này danh uẩn á. Bốn danh uẩn. Nam á, thành xa là danh uẩn. Quý vị làm quen với từ Pali luôn nghe. Nghe một câu là nó sẽ quen. Nam á, thành xa là danh uẩn. Danh á, là mental. Thuộc về tâm. À, thành xa là group. À, thì thường thường á, là có bốn. À, bốn. Sắc á, thì bây giờ trên kia sắc là mình có rupa rồi đó. Bây giờ thọ tưởng hành thức. Trong lớp mình có ai răn Pali không? Bây giờ ai mà biết được bốn chữ thọ tưởng hành thức này bằng tiếng Pali thì? Còn nếu không biết được Pali, biết tiếng Anh được. Thọ tưởng hành thức bằng tiếng Anh. Bây giờ có nhiều vị giáo viên tiếng Anh bên ngoài đó. À, nói tiếng Anh đó nhưng mà thọ tưởng hành thức thì không có biết. Bởi vì không vì mình đó là thuật ngữ Phật Pháp. Thì phải học mới được. À, hôm nay bị cái lạc người học xong đây là biết rồi. À, cho nên đó lợi ích của việc học ha. À, thì bây giờ đó thọ tiếng Pali là Vedana, tiếng Anh là feeling, tưởng là Samnya, tiếng Anh là perception, hành là Sankhara, tiếng Anh là mental formation, và thức là Vijnana, tiếng Anh là consciousness. Bây giờ mình ghi thêm cái này cái sắc luôn ha. Là rupa. Tiếng Anh dịch là corporeality. Xin lỗi ở đây thiếu chữ R. Có error nữa ha. Corporeality. À, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị cố gắng viết nha. À, đặt rồi mình tập đọc rồi quý vị làm sao mà ngồi tại đây nhớ luôn. Quý vị biết không? Người mù vì sao mà họ có trí nhớ tốt? Là bởi vì họ không có ghi chép. Họ không có ghi chép bằng vở được. Chứ họ phải ghi trong tấm á. Mà sợ gì đó. Mà mình học á, mà mình nhớ được á, là bởi vì liệu pháp có kinh nghiệm ít ghi chép lắm. Nghe cái chi là tập nhớ liền. Mà mình nhớ một hồi là nó quen. Cái gì mà mình cứ làm được một hồi nó quen. Còn mình không làm là mình không có quen đâu. Thành ra ai mà cứ học hồi anh hồi ra, tự nhiên là mình đọc là mình nhớ thôi. Cái từ mà corporeality là chữ này dài thì để phiên âm cho quý vị coi cái cách đọc ha. Corporeality. 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 Đằng sau hai chữ O đều có dấu hai chấm. Khi nào có chữ I chấm tức là từ đó từ dài. Mình đọc kiểu dài đó. Corporeality. Thật ra mấy cái chữ mà dài á, mà mình đọc được rồi thì nó là dễ nhớ lắm á. Corporeality. Mà quý vị đọc đúng là quý vị viết đúng. Rồi bây giờ mình đọc qua mấy cái từ này nha. À, bây giờ mình đọc là Kanta. Kanta. Rupa. Rupa. Vedana. Vedana. Sanya. Sanya. Sankhara. Sankhara. Vijnana. Vijnana. Bây giờ mình đọc qua tiếng Anh ha. Corporeality. Corporeality. Feeling. Perception. Mental formation. Consciousness. Bây giờ mình đọc lại, quý vị đọc nghe đọc không cần nhìn bảng nghe, nghe có sư đọc cũng nhìn bảng, quý vị cũng cần nhìn bảng nghe đó. Rupa. Vedana. Samnya. Sankhara. Vijnana. Corporeality. Feeling. Perception. Mental formation. Consciousness. Bây giờ đọc thêm lần nữa mà qua ba lần thứ ba bạn nào thuộc là coi như trí nhớ tổ nghe đọc lại mình đọc có một loạt tiếng Pali xong qua tiếng Anh nha. Rupa. Vedana. Samnya. Sankhara. Vijnana. Corporeality. Feeling. Perception.
Mental formation. Consciousness. Rồi, bao nhiêu bạn học thuộc năm vựng này? Chứ thuộc ha. Thời nay thiếu những cái đầu óc về trí nhớ tốt như là lấy quỷ đốn rồi ha. À, có chị đưa tay phải không? À rồi, có bạn đưa tay lên cầm mic đọc. Và nhìn xuống gặp bạn. À. Rupa, Vedana, Santara, Sanya, Sanya, Santara, Vanya, Vanilla. No, Vinyana. Vanilla. Vinyana. Vinyana. À rồi. Corporeality, feeling, perception, mental formation, and consciousness. À, cho ra một tay nha. Chỉ có cái từ vin nha, nó là bạc bạc phân là vam nha. Vin nha nha. Vin nha nha. À, các bạn đã học qua lý lần nào chưa? Các bạn có miệng đọc, có muốn biết đọc qua những các từ chứ mấy cái từ này để đọc được không? Đọc cái bảng, bây giờ có cái bảng tiếng Anh, tiếng Pali thì nó có cả thầy thúc chốt. Chắc là bởi vì mình sẽ gặp nhiều từ Pali, cho nên hôm nay sẽ chỉ cho các bạn đọc tiếng Pali là đánh vần giống tiếng Việt rồi đó. Chỉ cần đánh vần thôi giống tiếng Pháp á, chứ không phải như tiếng Anh mà mình phải nhìn cái dấu phiên âm. À, tiếng Pali thì nó khỏe hơn, đánh vần thôi, chỉ cần biết rồi thì mình. Tiếng Pali là có 8 nguyên âm và 33 phụ âm. Cả thầy là alphabet, cái mẫu từ của Pali là có 41 mẫu từ. Ha, thì 8 nguyên âm á, chia ra là gồm có 3 nguyên âm ngắn và 5 nguyên âm dài. Thì 3 nguyên âm ngắn là có A, I và U. 5 nguyên âm dài là mình có A, I, U, O và E. Ha, như vậy cả thầy á, là 8 nguyên âm. Và cả thầy 33 phụ âm chia ra làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất á, là nó có thành gọi là nó liên hệ với nhau theo cùng một cách thức phát âm. Thì để xem thử trong này thôi, còn nó viết qua thì được. Nhóm này gọi là âm cổ họng ha, phát âm là từ cổ họng. Nhóm này gọi là âm vòm họng. Nhóm này gọi là âm uống lưỡi. Nhóm này gọi là âm răng. Nhóm này gọi là âm môi. Cách phát âm nó cùng một cái cơ chỗ phát cái chỗ cùng một cái cơ quan phát âm đó, cho nên nó chia thành từng nhóm ha. Nhóm âm cổ họng là sao? Khi mình đọc á là mình đọc từ nước phát âm từ dưới cổ đó lên cơ ha, thì mình để cái thanh âm của mình đặt đấy, mình sẽ thấy nó rung nhiều cơ kh g g ng. À, em n mà chậm trên mình đọc giống như chữ ng. Chữ ng của tiếng Anh là âm này này ha, hoặc là tiếng Việt có ng đó ha. Ng n chậm trên ha. Ha, thì cơ nó giống như chữ cơ, cơ cho chữ xí của tiếng Việt. Các mình đọc ha, quý vị đọc âm cổ họng ha, đọc này cơ khờ gờ gờ, âm bật hơi ra gờ gờ ngờ. Âm ngờ là có mũi nghe, cái nhóm cuối cùng này đều có mũi hết. Ngờ vừa cổ họng mà vừa mũi. Ngờ đúng rồi, đọc lại ha. Cơ khờ gờ gờ ngờ. Âm thứ hai hoặc là âm vòm họng. Khi âm vòm họng đọc á, cái phần lưỡi, phần giữa của cái lưỡi mình bước lên gặp cái phần nắp họng phía giữa đó. Chờ. Ha, phần giữa của lưỡi ha, đưa lên gặp cái phần nắp họng ha. Chờ. Chờ. Giờ. Giờ. Nhờ. Nhờ. Âm nhờ là vừa âm đó mà có mùi này. Nhờ. À, như vậy N mà có dấu ngã là mình đọc là nhờ. Đọc lại ha. Chờ. T, z, z, ng. Rồi bây giờ âm t mà có chấm dưới này, đọc âm uốn lưỡi, tức là mình muốn đọc âm t nhưng mà mình uốn cái lưỡi lên trên và mình thả xuống, mình đọc giống như ngầm à, t. Ha, đưa cái lưỡi lên và mình đọc xuống, t, t, giống như chữ t r vậy đó, ha, t, t, d, d. N. Quý vị nghe lại ha. T. T. D. 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 N. N.
Nghe như ngọng ha. Rồi bây giờ qua âm răng, mình đọc cho xong rồi mình nghỉ nha. Có âm răng á, là khi mình đọc á, cái lưỡi mình đưa ra đụng cái răng trước và mình đánh xuống tờ. Giảm tờ thì nghĩa cách tờ. Tờ. Đờ. Đờ. Nờ. Lại ha. Tờ. Tờ. Đờ. Đờ. Nờ. Và âm cuối là âm môi. Âm môi là mình ngậm xong mình bật ra. Tờ. Sờ. Bờ. Bờ. Nờ. Thì bây giờ đó, những cái chữ này á, là khi nào nó đã một nhóm thì khi nào nó đi về nhau. Cho nên chữ N mà đi trước K, K, G, G thì chữ N phải có chấm trên. Lý do vì sao mà chữ Sankara này là N có chấm trên là bởi vì nó đi trước chữ K. À mà K, K, G, G thì phải đi về chữ N. Ví dụ như chữ Tăng Đoàn Sankha, N này chẳng có chấm trên không? Có không? Bắt buộc phải có, bởi vì nó đi về cái chữ này thì N phải có chấm trên đúng không? Đó là khi nào mà việc mà không có chấm trên là sai. Ha, quý vị nắm được chưa? Rồi, ví dụ như một chữ khác ha. Ví dụ như là chữ mình có thể có cái chữ gì mà bắt đầu chữ K. Sankhara là có rồi ha. À, chữ gì có ai biết chữ một chữ Pali nào có cái vốn liếng chữ Pali nào không? Ha? Chữ gì? Chữ gì, chữ gì? Thamma hả? Chữ Thamma mà đang tìm cái chữ này không? Chữ này. Chữ biết chữ này không? Anga. Anga là chí phần. Mình có Bodhisanga là thất giác chí đó. Giác là Bodhisa ha. Còn với Anga, cái chữ Anga biết về đây đúng chưa? Anh nơ phải có chậm trên không? Đi với chữ G, đó, phải viết về này đúng. Thành ra đó, nếu như có nhiều bạn á, khi mà học á, anh nơ có chậm trái nó, có chậm dưới không, cứ hoài nhau. Đến khi mà mình bay cho cái nguyên tắc rồi, nếu con biết vậy thì con đâu cần hỏi. Ơi, biết cái nhóm này thì nó đi về chữ này rồi. Không cần phải hoài nữa, biết quy tắc á, thì mình nhớ nó đúng, ha. Cho nên này, cơ, khơ, gơ, khơ thì chắc chắn đi vững ngờ. Quý vị hiểu chưa? Ha, rồi bây giờ ha, chơ, sơ, dơ, dơ đi thì phải chữ nhờ. Cho nên chữ bánh chá là năm ha. Hồi nãy trong bài mình có chữ mình đang học chữ bánh chá này. Thì chữ đi về nhóm này thì chữ nơ phải là em chữ có dấu ngã. Thì như vậy là bánh chá. Ha. Bánh chá là em chữ nơ đó chắc chắn phải có dấu ngã. Nếu không có dấu ngã là sai. Nó đi về nhóm với nhau này. Chơ, chơ, dơ, dơ, nhờ. Rồi bây giờ mình ví dụ như mình có cái chữ là Anjali. Anjali là chắp tay. Ha, chắp tay là gọi là Anjali. Vậy thì Anjali viết phải đúng chưa? Thiếu cái gì nè? Dấu ngà ha, vì lý vì chữ dơ này này ha. Thì phải, chữ này phải là chữ nhơ này, cho nên là Anjali. Rồi á, vì gì chữ xanh nha này này. Nếu như một chữ mà chữ nhơ, thì chữ sau kia nó cũng phải nhơ. Nó phải đi cả cặp, chứ không có mà chữ trước nhơ mà đằng sau mà không có gạch lắm được, thì nó đi một nhóm với nhau. À, sân nha. À, rồi viên nha nữa, ha, còn là một cặp luôn. Viên nha nữa. Bánh nha cũng vậy. Đó, bánh nha là trị tề, ha. Rồi, bây giờ đó, âm này, thì cả đoan với nhau. Nếu như chữ nơ mà đã có chấm dưới, thì chữ đơ nó cũng phải có chấm dưới. Ví dụ như mình có tư cái trứng, ha. Anh đó. Anh ta là cái trứng. X thì N chấm dưới, D chấm dưới thì chữ này mình phải đọc này. Anh đó. À, anh đó. À, cái uống lời lên là phải ấm uống lời mà. À, anh đó. À, anh đó. À. Còn chữ này đọc là gì? Ăn gà. À, ăn ngơ ăn. Ha. Ăn, ăn gà. À. Rồi rồi nếu như mà đi về chữ bơ với chữ pơ thì chắc chắn phải là chữ M. À có ai biết chữ này chữ gì không? Quen không? Âm bắc. À vườn xoài đó. Âm bắc là cái xoài, cây xoài. À thì mơ thì đi về pơ, bơ. Âm bắc. Âm bắc Pali là vườn xoài. Chùa sư có cái vườn thiền. Và nó là cái vườn xoài. Mà trong cái lịch sử của Phật giáo mình á là cũng có một vị thánh ni A La Hán tên là Amba Pali, là bởi vì bà sinh ra trong cái vườn xoài. Mà
Truyền thuyết thì nói rằng là bà hóa sinh, tức là một đêm rồi bà hóa sinh ra này gốc cây xoài á, rồi buổi sáng thì người làm vườn đi ra thì thấy một đứa bé, thì bông ra đem về nuôi cho không có cha mẹ, cho nên là vì là sinh ra trong vườn xoài cho nên đặt tên là Amba Pali, là tên vườn xoài, và bà sau này thành một vị thánh đi. À rồi bây giờ đó là năm nhóm ha, bây giờ có một cái nhóm là nhóm rơi rạc, nó không có giống ai, là có đây là 25 rồi ha, cầm thánh tám, thế tám cái đó đó nè, dơ rơ lơ vơ sơ hơ lơ đó. Ừ, đó 2, 4, 6, 8 rồi thì tám từ này là gọi là nhóm phụ âm, mà nó không có chia được chia theo từng cái nhóm như vậy. Dơ âm dơ này đó nó cũng là âm bốn người. Ta thấp quá đọc quý vị chúng thấy ha. Ta ta để chui về phía trên cao nha. Y r l v s h. Đây ha. Y r l v s h. L uống lời này l l. Và cái chữ này là đặc biệt lắm. Chữ này đọc là nhưng âm mùi thôi. Nhưng rồi cho mọi người nhìn về lao ha.